từng là cỗ máy chiến đấu mạnh nhất mà con người tạo ra. Malok, đại tướng robot Demon, đã hoàn toàn thức tỉnh cùng với sức mạnh khổng lồ của hắn. Hắn gào thét và bước ra khỏi đống xiềng xích trói buộc mình, bắt đầu tàn phá nhân loại. Vào thời khắc đó, các nhà khoa học chỉ còn một cách cuối cùng để ngăn chặn Malok, đó là khởi động kỳ phùng địch thủ của hắn, Nữ Bố Tư Lệnh Robot. Nữ Bố Tư Lệnh Robot là một cỗ máy từng tiến bậc nhất mà con người tạo ra để chiến đấu với giống loài Demon, và chuẩn bị trước cho ngày Malok mất kiểm soát, chống lại con người. Kẻ nào sẽ chiến thắng? Đây là một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai robot mạnh nhất hành tinh. Trước sự xuất hiện của Nữ Bố Tư Lệnh Robot, liệu Malok có sớm đầu hàng và chịu sự thu phục của loài người một lần nữa? Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tưởng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.